Vợ của người đàn ông bị rắn cắn, không có chuyện em ôm tiền từ thiện bỏ chồng. Nếu chồng bình phục sớm, chị tuổi sẽ dành hết số tiền từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống mình. Có chuyện về người đàn ông nhập viện vì bị rắn hổ mang cắn đang nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận. Khi biết được lý do của hành động liều lĩnh này xuất phát từ việc kiếm tiền đóng học phí và mua sữa cho con, nhiều người xúc động và sẵn sàng chung tay hỗ trợ. Người đàn ông bị rắn cắn tên là Phan Văn Tâm, Tây Ninh, vợ của anh là Bùi Thị Ngọc Tuổi. Tính đến ngày 25 tháng 8 thì anh Tâm đã nhập viện Chợ Rẫy điều trị rắn cắn được 6 ngày. Những ngày đó thì tâm trạng của người phụ nữ trên có vẻ ngoài tàn tạo đã lên xuống thất thường theo những lời thông báo bệnh tình của bác sĩ. Ngày đầu đưa anh nhập viện, em hoang mang lắm. Lúc đó em chỉ mong có phép màu cứu sống chồng em. Rồi lúc bác sĩ thông báo là anh ổn, em thở phào đôi chút, đứng lên mà ngó vào nhìn chồng từng chút một. Thấy anh không cử động mà em muốn rớt nước mắt, chỉ tuổi nghẹn ngào. Được biết hoàn cảnh và tình trạng bệnh phức tạp của anh Tâm, nhiều người tốt bụng đã chung tay quyên góp để chị tuổi có tiền đóng bệnh viện phí cho chồng. Mỗi ngày em nhận được mấy chục, có khi cả trăm triệu. Số tiền lớn mà trước giờ em chưa bao giờ được nghĩ tới. Mỗi lần nhận xong, em lập tức sẽ mang đi đóng viện phí cho chồng. Dù bác sĩ chưa hỏi đến, chị tuổi chia sẻ với báo. Niềm mong ước lớn lao nhất của chị tuổi hiện nay đó là việc anh Tâm sẽ nhanh chóng bình phục. Vợ chồng chị sẽ cày cuốc để nuôi hai con khôn lớn. Chia sẻ với báo, chị tuổi nghẹn ngào. Em chỉ mong chồng em nhanh khỏe. Bao nhiêu tiền từ thiện em sẽ mang tặng hết cho những người khó khăn giống em. Những giữ được tính mạng của chồng là em mừng lắm rồi. Nên đừng nghĩ em chỉ nghĩ đến tiền bạc. Em không lợi dụng những mạnh thường quân ngày nào đã đóng góp cho mình cả trăm triệu. Mình cầm trên tay rồi, mình bỏ chồng. Em xin thề là em không bao giờ có chuyện đó. Dù anh có cưa chân đi, nằm liệt giường, thì em và con vẫn sẽ nâng đỡ cho anh, chăm sóc cho anh đến suốt cuộc đời. Chị nói thêm rằng chị cần chồng khỏe mạnh và đoàn viên cùng với gia đình, chị sẽ dùng hết toàn bộ số tiền từ thiện để tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn giống mình. Cũng theo cập nhật từ chị tuổi, đến ngày 25 tháng 8, chồng của chị đã mở mắt tỉnh táo. Dù chỉ được nhìn chồng vài phút nhưng mà yên lòng và hoàn toàn yên tâm vào sự tận tình cứu chữa của bác sĩ.